Rồi, chào tất cả các bạn ha. Hiện tại mình đang có mặt tại biển Thiên Cầm thuộc tỉnh Hà Tĩnh nha các bạn. Hôm nay mình sẽ quay vòng vòng cái biển Thiên Cầm này cho các bạn cùng thưởng thức cái biển Thiên Cầm cùng với mình ha. À, giờ mình cũng có lần chút hơi men rồi nha các bạn. Có gì sai sót thì các bạn thông cảm cho mình ha. Dịch đúng rồi. Dạ. Mấy cái lồ này này. Cộng hả? Cộng là mới bơi lên đây. Đây. À, anh đào đi. Nhưng mà lấy gì đào, mới có xẻng đào mới được. Tại lại đi, móc quá. Thú lắm. Đây. Dính chưa, dính chưa, chưa? Đồ chúng tôi biết. Ngoài. Con mà như mi đào thì... Chưa dính hả anh Dũng? Chưa. Con mà như mi đào kìa. Lẹo ngoài. Hốt con đi 10 bươi. 10 rồi đó. Con. Tôi xấu dữ đây. Người cha ơi. Xấu lắm. Anh ấy phải uống nhau. Tôi xấu dữ đây. Coi nè. Coi nè mười mươi. Cái chú á. Nó gọi chú đi. Xấu lắm tâm ơi. Được không? Đào hang khác nè, mấy còn hang đây nè. Không, con đi 10 bươi, còn mày có hang cũ rồi. Hang nó 10 bươi lên lên mì.
tại thì mình đang có mặt tại biển Thiên Cầm thuộc Hà Tĩnh các bạn. Biển đây cũng nhìn rất là đẹp nè. Mình sẽ đi dạo quanh một cái đường bờ biển thuộc biển Thiên Cầm này nghe các bạn. Con đi trước đi, con đi trước cũng được mà. Tụi Vy ơi, con đi trước đi. Chạy trước luôn, chạy trước xa luôn. Đúng rồi. Nói chung là cái này là lần đầu tiên mình được về Hà Tĩnh và đi cái biển Thiên Cầm này nghe các bạn. Hiện tại lần đầu tiên là mình về đây cũng khoảng 5 năm về trước, nhưng mà là mình chưa đi cái biển này. Hiện tại mình đang đi cái biển Thiên Cầm. Bây giờ mình chia sẻ cho tất cả các bạn cùng chiêm ngưỡng cái cảnh đẹp tại cái vùng biển Thiên Cầm thuộc Hà Tĩnh này nghe các bạn. Rất là đẹp nha các bạn. Đây mình sẽ chết luôn. Tụi Quý ơi, con chạy trước đi con. Quái cậy vậy, hồi cô hồi về mình tắm lại. Tình cưng sóng biển dập dào nhìn rất là đẹp nha các bạn. Lần đầu tiên mình được đi biển rất là thú vị ha. Quý ơi, nhìn trái cười cái ơi, nhìn trái cha. Hai. Tiếp đi. Vui không?